Hello, xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Cường Kiên Thân và mình là Trà My. Chúng mình sẽ quay lại với clip của chúng ta vào 20 giờ tối thường ngày nhé. Và hôm nay chúng mình vẫn tiếp tục lên cho mọi người thêm một clip nữa về kiện áo phông cổ bẻ. Và vẫn tiếp tục sẽ là kiện VIP đếm ngược mà hiện tại nhà mình đang có. Và giá của chúng ta vẫn sẽ như cũ, không thay đổi nhé. 350.000 cho một sản phẩm áo phông VIP của chúng ta vào ngày hôm nay. Và mã của chúng ta hôm nay có sẽ là mã F ạ. Từ mã F1 đến F50. Giá sẽ là 350.000 và vẫn bao ship, bao check, bao kiểm hàng, bao độ mới, bao lỗi cho tất cả mọi người luôn. Và mọi người chuyển khoản 100%, chuyển khoản trước nhà mình ấy thì ưu tiên sẽ đơn sẽ là đi nhanh hơn cho mọi người đấy ạ. Và ngay bây giờ đây chúng mình sẽ bắt đầu luôn với clip của chúng ta vào 20 giờ tối ngày hôm nay nhé. Và để mọi người không phải chờ đợi lâu về clip 20 giờ tối của chúng ta ngày hôm nay nữa, chúng mình sẽ bắt đầu luôn với mã đầu tiên mà nhà mình đang có sẽ là mã F1. F1 đầu tiên chúng mình sẽ có với một em của nhà Adidas, con này sẽ là chất liệu Climalite, một chất liệu thun thể thao co giãn 4 chiều Adidas. Vai 55, dài 82 và rộng bụng chúng ta có sẽ là 59. Form size to nha mọi người, con này là form size 2XL, 1m70, 1m75 ạ, và trong khoảng cân là 70-75 cân. Lưu ý giúp mình, con nào mình bảo form size to thì chắc chắn là nó sẽ to. Trên 1m70 hãng mua những con form size to để giúp mình. Dưới 1m70 mặc là chắc chắn sẽ bị rộng đấy. Con này thì lại là còn thun thể thao co giãn 4 chiều đó mọi người. Với mã con này sẽ là mã F1. Đây ạ, F1 đến với Adidas nhá. Cho mọi người xem luôn tem tác phía dưới này. Con này tem tác phía dưới cũng đi kèm đầy đủ cho mọi người nha. Đây, mã check các thứ đầy đủ. F1 đầu tiên nhá, F2. Đây chúng mình sẽ có la cốt. Với mã là mã F2 này cũng có khá Lacoste với giờ not fade cho mọi người đấy. Nó vẫn sẽ nằm trong kiện VIP mà. Và Lacoste Sport, con này sẽ kiểu màu blue baby, xanh nước biển nhạt. Form size con này sẽ là form size 4, tương đương với form size M. Đây, Lacoste này mọi người. Vai 45, dài 71, rộng bụng 50, 1m68, 1m72 và trong khoảng cân là 68-72 cân. Một em màu blue baby này của nhà Lacoste. Lacoste thì chắc chắn là ngon rồi. Màu này nếu mà mọi người là một trong số những người mà sưu tập về Lacoste mà chưa có màu này ở trong giỏ hàng của mình ấy, gọi luôn vào số hotline hoặc nhắn luôn vào Zalo chốt với mã này là mã F2 giúp mình. F2 nha mọi người, Lacoste nè. Logo chú cá sấu quá quen thuộc với mọi người luôn. 1m68, 1m72 trong khoảng cân 68-72 cân. Tem tác còn này thì còn rất là mới luôn cho mọi người. Tem tác cúc đi kèm đầy đủ hết cho mọi người đây nhá. Với mã là mã F2 ạ. F3 tiếp tục là cốt ạ. À? Là cốt với form size 105, con này lại là form size số. Là cốt tiếp này với mã là mã F3. Vai 53, dài 73, rộng bụng 57, 1m68, 1m75 cho con này nha và trong khoảng cân là 68-75 cân. Con này là màu xanh đen, mình nghĩ là con này thì phù hợp với các chú mà lớn tuổi một chút xíu thì sẽ ok. 1m68, 1m75 này và trong khoảng cân là 68-75 cân. À, cái này thì nó đang bị dính một số vết bẩn nhỏ đây. Cái này thì giặt nó sẽ ra đấy mọi người nhé. Áo này hàng này nhà mình chỉ mới là qua thôi chứ chưa giặt, nên là mọi người khi mà nhận về tay ấy, cứ giặt qua giúp mình một lần trước khi sử dụng. Cái này thì giặt nó sẽ ra nhé. Với mã là mã F3 giúp mình. Lacoste này. Với mã là mã F3 xanh đen, 1m68, 1m75 con này vừa và trong khoảng cân là 68-75 cân. Cũng như là phần logo cá sấu này. Cá sấu theo nha. Tem tác phía dưới này, cúc đi kèm này, đầy đủ hết cho mọi người. Đây, tem tác của Lacoste đây. Với mã con này sẽ là mã F3, F4. F4 chúng mình đến với Hanzi, một trong số những dòng thuộc dòng luxury. Một con áo phông như thế này, phông cổ bẻ như thế này của Hanzi giá nó sẽ tầm 3-4 triệu cho một con. Form size 100 và chúng ta sẽ có form là form slim fit. Vai 43, dài 68, rộng bụng là 50. Con này 1m60, 1m65 giúp mình thôi nhá. Và trong khoảng cân là 60-65 cân. Hanzi này, một trong số thương hiệu mà nhà mình cầm được về rất nhiều và làm mưa làm gió hiện tại của nhà mình. 1m60, 1m65 và trong khoảng cân là 60-65 cân của nhà Hanzi. Con này cũng là thuộc dạng màu xanh đen nhưng mà có vẻ là nhiều màu xanh hơn là màu đen. Đó là logo quen thuộc chú chó đội vương niệm. Con này sẽ là mã F4 cũng như là tem tác này. Mã check các thứ của một con áo chính hãng này đi kèm đầy đủ cho mọi người luôn. Hanzi với mã F4 giúp mình nhé. F5 The Not Face với F5 và form size con này sẽ là form size 95. Đây mọi người, The North Face. The North Face thì áo gió thì mình quá nhiều luôn, bán rất nhiều The North Face rồi. Bây giờ chúng mình có áo phông cổ bẻ của The North Face.
vai 1.4, dài 70 và rộng bụng 50, 1m68, 1m72 giúp mình nhé. Và trong khoảng cân là 68-72 cân. Giờ lót phây đây ạ. 1m68, 1m72 và trong khoảng cân là 68-72 cân. Con này thì full logo giờ lót phây trên con áo. Chúng ta sẽ có logo là logo thêu này. Giờ lót phây nha, với mã là mã F5. Đây, tem tag và cúc đi kèm phía dưới của nó cũng sẽ đầy đủ cho mọi người thôi này. F5 này, F6 đi. Ôi, con này đẹp thế. F6 Adidas mọi người. Con này thì màu khá là nổi bật. Form size 95 và hàng chúng ta có sẽ là hàng Made in Korea. Hôm qua lên cho mọi người rất nhiều Adidas bên này. Này vẫn còn. Vai 38, dài 67, rộng bụng 47. Con này 1m68, 1m72 nha. Và trong khoảng cân là 68-72 cân. Adidas này, màu khá nổi bật luôn này. 1m68, 1m72 và trong khoảng cân là 68-72 cân. Chất liệu của con này sẽ là Climacool. Đây nha, Adidas quá quen thuộc với mọi người về thương hiệu này rồi. Nhà mình thì cầm được rất nhiều Nike và Adidas về tay. Cũng như là tem tag này, phía trong của Adidas này. Với mã là mã F6, F7 đi. F7 chúng mình sẽ đến với Fila Gop. Fila Gop. Đây, Gop là một trong số những bộ môn chơi thể thao của người có tiền mọi người ạ. F7 này, vai 44, dài 75, rộng bụng 50, 1m70, 1m75 giúp mình nhớ con này nhá. Và trong khoảng cân là 70-75 cân này, dưới 1m70 mà con này mình nghĩ nó sẽ là bị dài ấy. 1m70, 1m75 của Fila này và trong khoảng cân là 70-75 cân. Với mã con này sẽ là mã F7, Fila Gop này. Con này chất liệu khỏi phải bàn luôn mọi người, mặc đi chơi thể dục thể thao thì gọi là hết nước chấm với con này. Với mã là mã F7 của Fila. Cũng như là phần tem tag này, cúc phía dưới này, đi kèm đầy đủ cho mọi người nhé. F8 đi. Puma với mã F8, sau này toàn thương hiệu lớn này. Nay toàn thương hiệu to mọi người ạ, với mã F8. Form size L, hàng Made in Việt Nam của Puma. Đây, tem tag phía trong. F8 nha, vai 46, dài 75, rộng 49 tiếp tục. 1m70, 1m75 ạ, và trong khoảng cân là 70-75 cân này. 1m70, 1m75. Và trong khoảng cân là 70-75 cân, chúng mình sẽ có Puma nha mọi người. Đây, một em Puma này, đẹp chưa? Màu này mặc lên thì bao trẻ trung cho mọi người luôn. Cũng như là tem tag, ôi, cúc phải kèm này. Cúc con này sẽ là cúc kim loại luôn cho mọi người nhá. Tem tag đầy đủ này. Tiếp, F9. F9 chúng mình sẽ đến với Supreme. Supreme á? Ở con này có Supreme thật. Supreme. Con này đọc là Supreme, không phải là Super Me nha mọi người. Đây, con này cũng là một trong số những dòng. Thường thì những cái hãng như thế này thì chắc là các bạn trẻ sẽ biết đến nhiều hơn. Nó cũng là một trong số những dòng luxury và khá là đắt tiền nha. Hình như là ở trên này cũng có một con, nhưng mà anh Cường trên này, trên nhà mình, ở chỗ phần trưng bày nhà mình ấy, cũng có một con của hãng như này, nhưng mà anh Cường không bán. Bởi vì là anh Cường thích con đấy, nhưng mà con này hình như là anh Cường chưa phát hiện ra. Con này sẽ là mã 9, F9, chất liệu là 100% cốt tông. Vai 43, dài 68, rộng bụng 45, 1m65, 1m70 giúp mình cho con này. Và trong khoảng cân là 65-70 cân này. 1m65, 1m70 và trong khoảng cân là 65-70 cân. Con này đáng nghĩa ra là không bao giờ để bán được giá 350 đâu mọi người. Nó rất là đắt luôn nha. Con này sẽ là mã F9 giúp mình. F9 cho con này nhá. Độ mới thì rất là cao, 100% cốt tông. Bao độ mới cho con này đến 99%. Bao độ mới nhá. Đây, tem tag như thế này cơ mà. Con này thì mình nghĩ là ai trẻ mặc nó sẽ ok hơn. À, con này không có tag dưới mọi người. Không có tag dưới đâu ạ. Với mã là mã F9. Nhanh tay săn thì còn lại 350 này. F9 chuyển khoản luôn hộ mình nhá. F10. Vẫn tiếp tục thêm một con Supreme tiếp. Con này vẫn tiếp tục là cái hãng như thế. Nhưng mà con này thì nó sẽ là màu xanh, một em màu khác. Còn thiết kế thì khá là giống con đấy. Vai 47, dài 73, rộng 50, 1m68, 1m75 này. Và trong khoảng cân là 68-75 cân. Con này hình như là cũng độ mới ngang ngửa với con đấy đấy. 1m68, 1m75 giúp mình nhá. Và trong khoảng cân là 68-75 cân. Mới đấy nhỉ. Mới này bán 350 nhá. Nghĩa là những con này phải để đấu giá thì nó sẽ hợp lý nhất. Và tất cả cái phần logo chữ này, chúng ta sẽ có là phần chữ cao su được thêu và áo nhá. Với mã con này sẽ là mã F10. F10 tiếp này. Tiếp F11. Đây, F11 chúng mình sẽ có một em áo đá bóng đến với nhà Adidas. Con này là của hãng, của cái gì vậy, của đội bóng tên là gì vậy? Arsenal. Mình không biết gì về bóng đá cả. Với mã là mã F11 Adidas này. Vai 43, dài 75, rộng 52, 1m70, 1m75 và trong khoảng cân là 70-75 cân. Có ai ở đây là fan của đội bóng này không? Thì có thể chốt luôn deal con này.
màu đỏ này thì mặc siêu tôn da và được kết hợp với thêm màu trắng này, tạo điểm nhấn cho cả con áo luôn. Ai là fan của đội tuyển này thì có thể chốt được luôn nhá. Với mã con này sẽ là mã F11. Đây ạ. F11 giúp mình nhá. Chất liệu chúng ta có là chất liệu Climalite, chất liệu thể thao của Adidas. Con này thì vẫn có tem tag đầy đủ thôi. Nó có cả tem check của Adidas này. 12. Vẫn còn Lacoste đó. Sao nhiều Lacoste vậy? F12, chúng mình tiếp tục với Lacoste với form size 5. Vẫn tiếp tục là màu xanh đen với Lacoste này. Vai 47, dài 68, rồi bụng 53, 1m65, 1m70 cho con này thôi ạ. Và trong khoảng cân là 65-70 cân. Lacoste này, 1m65, 1m70 nha. Và trong khoảng cân là 65-70 cân. Và mã con này sẽ là mã F12. Khá là nhiều Lacoste cho mọi người luôn. F12 đây nhá. Đây, cũng như là phần tem tag phía dưới này. Đi kèm đầy đủ này. 13. F13, một em màu vàng. Vâng, của Burberry ạ. Mà đây, một em màu vàng của nhà Burberry. Với form size M và chất liệu chúng ta có sẽ là 100% cotton. Vai 47, dài 70, rộng bụng 47. 1m68, 1m72 và trong khoảng cân là 68-72 cân. Những con này mình lưu ý luôn, mang về giặt trước khi sử dụng giúp mình nhé. 1m68, 1m72 và trong khoảng cân là 68-72 cân. Mình đã đọc thông số đấy. Nếu mọi người thích màu vàng, đặc biệt lại còn của Burberry nữa, thì chắc chắn là nên chốt luôn. Với mã con này sẽ là mã F13 Burberry này. Đẹp nhỉ? Burberry kiểu mình thấy giữa Lacoste và Burberry, mình lúc nào cũng hiểu thích Burberry hơn rất nhiều ấy. Tem tag con này cũng đi kèm đầy đủ cho mọi người nha. Nhưng mà tem nó hơi nhỏ một chút xíu. Đây. Với mã là mã F13, 14. CK mọi người, ôi con này đẹp nè. Mọi người ơi, con này rất là đẹp. Với mã là mã F14, form size M, hàng Make in India. Đây, CK. Với mã là mã F14, vai 45, dài 77, rộng bụng 50. 1m70, 1m75 nha. Và trong khoảng cân là 70-75 cân. Con này thì mọi người mang về cũng giặt qua một lần trước khi sử dụng giúp mình nha. Bởi vì nó là màu trắng thì không thể nào mà tránh được những cái vết bẩn nhỏ khi mà nhà mình đóng gói hàng, nhà mình vận chuyển. Và tính cả cái phần mà đơn vị vận chuyển nó vận chuyển đến tay mọi người nữa, thì chắc chắn là đơn hàng mình nghĩ là nó sẽ bị quăng quẩn hơi bị nhiều. Nên là trước khi mà mặc ấy, mọi người có thể giặt qua giúp mình với những con sáng màu như thế này. Với mã con này sẽ là mã F14. F14 chúng mình sẽ đến với CK nhá. Con này thì chắc chắn là 100% cái phần chữ ở trước này chúng ta sẽ có là phần chữ logo theo. Nó không bong được đâu ạ. Đây, cũng như là tem tag phía dưới này. Tem tag là mới lắm mọi người ơi. Tem tag phía cúc đi kèm của nó dưới siêu mới luôn. Tiếp 15. F15 chúng mình sẽ đến với Nike. Form size L, hàng Make in China. Ôi con này đẹp thế nhở. Ôi con này đẹp lắm mọi người ơi. F15 này, form size L, hàng Make in China. Bảo sao kiện này nó quá VIP luôn. F15 Nike. Vai 45, dài 73, rộng bụng 50. 1m68, 1m75 nhé. Và trong khoảng cân là 68-75 cân. Tại sao mình lại nói con này đẹp? Thường ấy, thì những cái con áo của Nike mọi người sẽ thấy là có một cái phần logo Nike, smooth Nike theo ở đây đúng không? Nhưng mọi người nhìn kỹ con này xem, nó sẽ là theo hình ngôi sao các kiểu ở trên con áo này. Đây, full con áo luôn. Con này rất đẹp luôn mọi người ạ. Nike với mã con này sẽ là mã F15. Con này không chốt là sẽ tiếc. F15 Nike này, bởi vì rất ít khi Nike có, nó có cái thiết kế mà không có cái smooth Nike trên con áo luôn đấy. Con này rất đẹp. Đen chúng ta, nhà mình có sẽ là đen xì nhá. Không phải bị bạc phách bạc phơ đâu, nên mọi người yên tâm. Tem tag đầy đủ, 16. Fila với form size 105, với mã là mã F16. Gần nhà mình nó đang có cái loa phát thanh này, sẽ ảnh hưởng đến âm thanh một chút xíu nha mọi người. Vai 47, dài 70, rộng bụng 53. 1m68, 1m75 và trong khoảng cân là 68-75 cân. Fila này, những con form basic và con form to ngang như thế này ấy. Những cái con form to ngang như thế này thì mọi người mặc che bụng rất tốt và rất ngon luôn. Con này sẽ là mã F16. Đây nha, F16 chúng mình có Fila. Đây, à, chú nào bụng to, bụng bia, cứ chốt cho mình hỗn con này đi. Đảm bảo luôn, mặc che bụng rất là tốt với mã F16 nhá. F17, nếu mà các chú sợ kiểu bụng không vừa bụng ấy, thì có thể nhắn tin vào Zalo. Nhà mình sẽ cho một bạn, nhà mình thì có hai bạn rất là to cao và bụng đúng kiểu bụng chửa. Các bạn sẽ mặc thử cho chú sẽ, nếu mà vừa ok thì các chú thể chốt. Con này tiếp theo. Con này là mã F17, con này để tặng. F17 để tặng nhá, của Adidas. Vai 47, dài 74, rộng bụng 52, 1m70, 1m75 và trong khoảng cân 70-75 cân. Con này thì là một trong số những con mà chất liệu sẽ là thun thể thao, giá 4 triệu, rất là đẹp luôn. Tại nhưng mà tại sao mình để tặng con này? Con này hơi đáng tiếc một chút xíu là nó bị ấp màu. Đây, nó sẽ bị ấp màu một chút xíu, phần này.
Nếu mà mọi người nhìn kỹ, mình đang có ánh đèn nó chiếu vào thì nó sẽ bị ấp màu. Cái này con này mình sẽ để tặng với mã F17 để tặng. Và lưu ý giúp mình, mua hai sản phẩm ở clip ngày hôm nay, nhà mình mới chốt cho mã tặng là mã F17 để giúp mình nhé. Mua một sản phẩm sẽ không được chốt mã tặng nữa. F18. Tiếp tục với Lacoste mọi người ơi. Lacoste tiếp với mã là F18 luôn. Đây, Lacoste này. Vai 48, dài 72, rộng bụng 52, 1m68, 1m75 giúp mình. Và trong khoảng cân là 68-75 cân. Lacoste này. Con này được điểm nhấn bằng cái phần màu cam trên con áo, khá là đẹp luôn. 1m68, 1m75. 1m68, 1m75 nhé. Và trong khoảng cân là 68-75 cân mặc vừa con này. Lacoste. Chắc chắn là những con Lacoste này sẽ không còn sau like đâu, nên là mọi người lưu ý giúp mình là sau like không gọi điện hỏi lại những cái con Lacoste này nhé. Không còn nữa, tem tác của nó đi kèm đầy đủ thôi. Đây, có cả cúc đi kèm nữa nha mọi người. Với mã là mã F18, 19. F19 tiếp tục quay lại với Hanzi. Ui, màu con này đẹp thế nhở. Đây, Hanzi với phong size 100, màu này đẹp lắm mọi người ơi. Vai 45, dài 69, rộng bụng 52, 1m68, 1m72. Và trong khoảng cân là 68-72 cân. Đây, Hanzi mọi người. Màu này khá là lạ. Màu con này kiểu mặc sẽ đứng tắn một chút xíu ấy. Nên là chú nào ở đây mà kiểu lớn tuổi rồi mà chỉ thích những con màu trầm ấy, thì mình nên chọn những con màu như thế này. Nó là phối 3-4 màu sắc với nhau, nhưng mà về tổng quan con áo ấy, thì màu sắc cực kỳ hài hòa và phù hợp với cuộc tuổi của các chú. Con này sẽ là mã F19 nhá, của Hanzi ạ. Cũng như là tem tác phía dưới này, đầy đủ hết cho mọi người luôn này. F19 này, 20 đi. F20. Ui, u xì á. U xì bán 350 á Tiến. U xì bán 350. Thôi được rồi, cho mọi người luôn clip này 350 Gucci. Với hàng Make in Italia với form size chúng ta có sẽ là form size XL, săn nhanh nhá. Gucci để với mã F20, vai 44, dài 72 và rộng bụng chúng ta có sẽ là 48A. À, con này bị một chút xíu xíu xíu. Nói chung là nó sẽ lỗi một chút xíu xíu đấy. Đây, nếu mà nhìn kỹ thì chỗ này nó sẽ bị xước một chút xíu rồi. Nói chung là với một con áo mà đến cả tiền chục triệu, nó có thể đến một chục triệu đấy. Mà lỗi một chút xíu này thì không đáng kể nha mọi người. Với mã là mã F20, vai 44, dài 72, rộng bụng là 48, 1m68, 1m75. Và trong khoảng cân là 68-75 cân. 1m68, 1m75 và trong khoảng cân là 68-75 cân. Và lưu ý luôn giúp mình, mọi người nhận con áo này về giặt qua giúp mình nhé. Đây, Gucci. Với mã con này sẽ là mã F20, con này đẹp nhỉ. F20 giúp mình này. Nói chung là chơi hàng thùng ấy. Như anh Cường hay nói là không nên khó tính quá. Nếu mà quá khó tính thì anh Cường hay bảo là mua luôn hàng mới dùng. Những con này thì mọi chuyện người chơi là nói chung là dễ tính một chút xíu thì nó sẽ ok. Con này sẽ là mã F20 giúp mình nhá. 21 đi. Đẹp. F21 chúng mình quay lại với Fila và trước mình sẽ có một em form khá là to của Fila nha. Form size 105 này. Fila với mã F21. Vai 53, dài 82 và giống bụng 53. Ui, to à. 1m70, 1m75 nha mọi người. Và trong khoảng cân là 70-75 cân. Con này đến 80 cân vẫn mặc vừa. Con này đến 80 cân vẫn mặc vừa, nó sẽ là form to ngang 1m70 đến 1m80 nhá. Và trong khoảng cân là 70 đến 80 cân. Những cái con mình nhấn mạnh là form to ấy, nhấn mạnh rất nhiều lần luôn. Trên 1m70 hãng mua giúp mình những con này. Với mã con này sẽ là mã F21 của Fila đấy ạ. F21 Fila, màu trắng kem nhá, không phải là trắng tinh đâu. Nó sẽ là màu hơi kem kem một chút xíu. Cũng như là tem tác logo chính hãng phía dưới một con áo này. Đây ạ. F21 22 đi. Tiếp tục quay lại với Hanzi với mã F22 với form size là form size 100. Con này lịch sự đấy. F22 này, vai 45, dài 72, rộng bụng 52, 1m68, 1m75 và trong khoảng cân là 68-75 cân. 1m68, 1m75 ạ, và trong khoảng cân là 68-75 cân nhá. Hanzi con này kiểu cực kỳ đứng đắn và lịch sự cho mọi người luôn. Với Hanzi nha mọi người. Và mã con này chúng ta có sẽ là mã F22 với form size là 100 của nhà Hanzi đấy ạ. Chú chó đội Vương Niệm này, xanh đen. Này thì nếu mà các chú nào ở đây phải đi làm văn phòng ấy thì nên có những cái con áo như này, mặc cực kỳ lịch sự luôn. Tiếp. 23. F23 một em màu nâu đất của H&M. Đây, H&M form size M. H&M màu nâu đất nha mọi người. Thứ ba là mã F23, vai 44, dài 67, rộng bụng 56, 1m68, 1m72 và trong khoảng cân là 68-72 cân. Con này các chú nào mà có bụng ấy mặc thoải mái này, màu nâu đất thì nó cũng ngang ngửa màu đỏ, cực kỳ tôn da với mọi người luôn. F23, con này sẽ là F23 nhé, của H&M. Nâu đất, con này phù hợp với chú nào form có bụng một chút xíu,
form nó sẽ là form to ngang của H&M nha mọi người. 23 tag dưới đây. Tag dưới của H&M mình khá là giống tag của Zara. Hai cái hãng này lúc nào tag cũng sẽ kiểu màu đen. Đây sẽ là tag của H&M nhé. Tiếp 24 chúng mình sẽ đến với lại Giordano. Giordano thì chắc chắn là cũng không xa lạ gì rồi. Clip nào lên hình như là cũng đã có 1-2 con của Giordano. Chúng mình sẽ có con này là màu đỏ đó, cái dạng đỏ rượu vang. F24 Giordano thì lúc nào cũng sẽ làm kiểu form trơn basic. 3-48 dài 75 rộng 1-54 form to nha. 1m70-1m75 này. Và trong khoảng cân là 70-75 cân. Ai không thích trên áo mình có quá nhiều hình, quá nhiều màu sắc thì cứ chọn những con mà một màu nhưng mà thiết kế đơn giản như này giúp mình cho dễ mặc ạ. Với mã con này sẽ là mã F24 của Giordano nhá. Màu này cũng khá tôn da đấy. F24 giúp mình này. Đây, Giordano nhá. Tem tag phía dưới luôn này. Đây, tem tag khúc đi kẹp. Phía dưới rất là mới luôn. 25 đi. F25, chúng mình sẽ đến với The Best Jean. The Best Jean thì hình như là áo gió cũng có, áo phao cũng có, mà đặc biệt là quần bò nhà mình cũng có thương hiệu này. Với mã là mã F25. Vai 45, dài 73, rộng bụng 51, 1m68, 1m75 và trong khoảng cân là 68-75 cân. Đây nha, đến với The Best Jean. Và mã này sẽ là mã F25. Full logo trên quần áo chắc chắn cho mọi người luôn là sẽ là logo theo. Và con này sẽ là được các chú hay gọi là màu tàn thuốc ấy. Màu này thì khá là dễ mặc và kiểu là nó sẽ không bị nhàm chán như cái màu đen, mà cũng khá là tôn da với màu này nữa. Và mã con này sẽ là mã F25 giúp mình nhá. Cũng như tem tag phía dưới khúc đi kẹp rất mới cho mọi người luôn nè. F25, 26 đi. F26 ui, Polo Ralph Lauren tiếp. Ralph Lauren với lại Tommy Hilfiger. Nhà mình hai cái hãng đấy rất nhiều luôn, phải gọi là một bộ sưu tập, màu gì cũng có. Ralph Lauren tiếp này, chúng mình sẽ có màu trắng của Ralph Lauren với form size L và hàng made in China. Đây, Ralph Lauren với mã 26. Vai 46, dài 76, rộng 57. 1m70, 1m75 nhé. Và trong khoảng cân là 70-75 cân. Đây ạ. 1m70, 1m75 và trong khoảng cân là 70-75 cân. Một em polo trắng của nhà Ralph Lauren. Con này thì nó sẽ là màu trắng kem chứ không phải là trắng tinh nhé. Mọi người lưu ý giúp mình, nó sẽ là trắng hơi kem một chút xíu. Với mã là mã F26 này. Cũng như là tem tag phía dưới đây ạ. Đây, tem tag phía dưới của Ralph Lauren này. 26 nhé, 27 đi. 27, Ralph Lauren tiếp cho xem, chuẩn luôn. Ralph Lauren nó hay có những kiểu thiết kế về màu sắc như này đó. Nhà mình rất nhiều luôn, kiểu lên line nhiều ấy. Xong là nhìn kiểu nhìn màu sắc hoặc là nhìn sờ với chất liệu vải là sẽ biết. Ralph Lauren với form size là form size L tiếp cho mọi người. Với mã là mã F27. Vai 47, dài 74, rộng bụng 54, 1m68, 1m75. Và trong khoảng cân là 68-75 cân này. Con này đẹp, quá đẹp luôn. Nếu mà mọi người là một trong số những người mà đang sưu tập màu sắc cũng như thương hiệu về áo polo của bé này thì chắc chắn là đừng bỏ qua con này. Về chất liệu nó rất là đẹp và độ mới rất là cao. Kiện VIP ngày hôm nay chắc chắn mình sẽ bao độ mới cho mọi người đến 95% cho một con áo. Nên là mọi người yên tâm mua nhé. Con nào lỗi mình sẽ nói là lỗi, con nào không lỗi thì mình sẽ vẫn sẽ lên cho mọi người bình thường. Với mã con này sẽ là mã F27 Ralph Lauren. Đây, tem tag con này đây. Mới cứng như thế này. Cũng như là phần cúc đi kẹp này, mã check này. Đầy đủ này. Đây ạ. Tiếp 28. Lê cốp Sporty. Với hình logo con gà và chúng ta sẽ có chất liệu là thun co giãn 4 chiều. Chúng mình sẽ có một em dòng Gop Collection. Với mã là mã F28, vai 45, dài 77, rộng 152, form to nha. 1m70, 1m75 và trong khoảng cân là 70-75 cân. Chất liệu sẽ là thun co giãn thể thao. Thun co giãn thể thao 4 chiều này của nhà Lê Cốp này. Với mã con này sẽ là mã 28 và con này cũng không phải là màu trắng nha mọi người, nó sẽ là màu hơi kem một chút xíu, không phải là trắng tinh đâu. Đây ạ, của nhà Lê Cốp này. Nếu mà mọi người ưu tiên đến sự mát mẻ thoải mái nhất thì mình nghĩ là nên chọn những cái con mà có dòng thể thao thun co giãn như thế này. Mùa hè mà một con này mặc thì phải gọi là siêu mát cho mọi người luôn. Với mã con này sẽ là mã F28 nhé. Cũng như cho mọi người xem phần tem tag phía dưới này. Lộ tag của Lê Cốp thì phải gọi là rất nhiều và rất dày luôn. Đây ạ, tem tag thì kèm đầy đủ nhá, của nhà Lê Cốp với mã là 28, 29. 29 chúng mình sẽ đến với Bin Pole dòng gốc nha. Rất ít khi thấy Bin Pole thì nhà mình cũng khá là nhiều, nhưng mà để mà nói là dòng gốc ấy thì rất ít khi mà thì xuất hiện Bin Pole dòng gốc.
Đây con này sẽ là dòng gốc với form size là form size 95 này. Với mã là mã 29. Chất liệu vẫn tiếp tục là thun co giãn 4 triệu. Vai 45 à vai 44, dài 69 rồi bụng 50. 1m68, 1m75 và trong khoảng cân là 68 75 cân. Đẹp chưa mọi người? 1m68, 1m75 và trong khoảng cân là 68 75 cân. Con này mặc thì phải gọi là mát lắm luôn ạ. Rất mát luôn, cũng như là phần màu sắc này, thiết kế là quá đẹp luôn. Với mã con này sẽ là mã F29. F29 giúp mình nhá. Đẹp hết nhỉ. Đây, tem ta cúc đi kèm bên dưới cũng đầy đủ nha mọi người. Nhưng mà tác nó hơi màu chút xíu rồi. 30 F30 chúng mình sẽ đến với Lê Cáp. Lê Cáp hôm qua lên chắc được 3-4 con. Hôm nay cũng có một vài con của Lê Cáp nữa. Với form size là form size M này. Đây, Lê Cáp với form size mã là mã 30. Vai 43, dài 66 và rộng 49. Con này chỉ 1m65, 1m70 thôi. Và trong khoảng cân là 65-70 cân. Lê Cáp nhé, 1m65, 1m70 và trong khoảng cân là 65-70 cân. Con này cũng thiết kế khá là đơn giản, không có gì gọi là quá cầu kỳ chứ con áo. Tem tác đi kèm đầy đủ. Tiếp 31, chúng mình sẽ đến với Top Tin. Top Tin T-shirt với mã 31 form to, form size 110. Và cái gì nhỉ, Top Tin Aniquilo làm khá giống nhau, nói rất là nhiều lần rồi. Và nó vẫn tiếp tục là form basic thôi. Vai 46, dài 71, rộng 57. 1m68, 1m75 giúp mình. Và trong khoảng cân là 68, 75 cân. Những cái con mà của Aniquilo ấy, hoặc là Top Tin hoặc là của Gu ấy, mà những cái form thiết kế basic như thế này thì thường nó sẽ hướng đến những người mà to ngang, béo bụng ấy. Mặc cực kỳ che bụng rất là dễ luôn. Và chất vải của nó cũng rất là ok cho mọi người luôn nhé. Con này kiểu dạng màu xanh matcha. Xanh matcha. Con này sẽ là mã 31, F31 giúp mình này, của Top Tin này. Tem tác phía dưới luôn này. Đây, con này không có cúc đi kèm mọi người ạ. Nó chỉ có tem tác thôi, phải 31 nhé, 32. Màu hồng à. Hôm qua lên cho mọi người khá là nhiều con áo màu hồng. Hôm nay chúng mình vẫn còn một em màu hồng nữa, của nhà Polo Ham. Polo Ham T-shirt với form size 100 này. Màu hồng này không hề kén da nha mọi người. Màu hồng này mặc cực kỳ tôn da. Vai 42, dài 72, rộng bụng 60. 1m68, 1m75 và cho khoảng cân là 68-75 cân này. Polo Ham này. Đây, Polo Ham T-shirt với em màu hồng, được thiết kế với thêm màu đỏ nữa. Màu này mặc rất là tôn da nha, nên mọi người yên tâm mua những con này giúp mình. Chất liệu sẽ là 100% cốt tông. Với mã con này sẽ là mã 32, 1m68, 1m75 là mặc con này ok. Mã là mã F32 giúp mình nhá. Đây, tem tác và cúc phía dưới của nó đây, đi kèm đầy đủ này. 33 33 tiếp tục với Polo Ham, nhưng mà chúng mình sẽ không có những cái con mà thiết kế như con lúc nãy, mà chúng mình sẽ đến với một con mà basic nhẹ nhàng với form size là form size L. Polo Ham này, vai 44, dài 72, rộng bụng 53, 1m68, 1m75 và trong khoảng cân là 68 75 cân. Và con này nói luôn là nó không phải là màu đen. Nó không phải là màu đen xì nha, mình không biết là trên cái lúc mà tải video HD lên ấy, nó sẽ có một số chỉnh sửa hình màu sắc của hình ảnh. Cái này là do bên YouTube nhà mình không hề can thiệp vào. Nhưng mà con này ở ngoài nó sẽ có dạng hơi xanh xanh một chút xíu. Nó sẽ dạng hơi xanh xanh một chút xíu chứ không phải là đen xì đâu. Nên là khi mà mọi người nhận áo về tay này, màu sắc nó có khác một chút xíu với trên video ấy, thì cái này là mọi người thông cảm giúp nhà mình một chút xíu nha. Con này thì form đơn giản, nhẹ nhàng, basic, các chú có bụng này, nên ưu tiên chọn những con này giúp mình. Và mã con này sẽ là mã F33 nhá. F33 đến với Polo Ham. Cũng như là tem tác phía dưới đây, đầy đủ. F33, 34 Bin Bole. À, Rap Lawson mọi người, không phải Bin. Con này sẽ đến với Rap Lawson. Con này sẽ là mã 34 với form size L này. Ờ, đây, Rap Lawson với mã là mã 34. Vai 45, dài 79, rộng bụng sẽ là 53. Con này form to nha. 1m70, 1m75 và trong khoảng cân là 70-75 cân. Con này form to trên 1m70, hãng mua giúp mình. 1m70, 1m75 nha. Và trong khoảng cân là 70-75 cân, hãng mua con này này. Con này sẽ là form to nhưng mà màu đẹp quá nhỉ. Màu quá là đẹp luôn mọi người. Nếu mà mọi người đang thích có một bộ sưu tập về Rap Lawson thì có thể mua con này về. Với mã con này sẽ là mã F34 nhá. Cũng như là tem tác phía dưới đây. Sao còn nhiều thế? Đây, tem tác phía dưới này, F34 này, 35 đi. F35 chúng mình sẽ đến với Columbia. Columbia với mã F35 với form size là form size M. Đây của Colum. Vai 43, dài 72, rộng 149. 1m68, 1m72 và trong khoảng cân là 68-72 cân. Con này chỉ đến 72 thôi ạ.
1m68, 1m72 nhá. Và trong khoảng cân là 68, 72 cân. Màu này đẹp nhỉ. Màu này khá là hay. Màu con này cũng kiểu dạng màu xanh matcha, xanh lá cây đấy. Với mã con này sẽ là mã F35 của Columbia. Chất liệu vải con này thì khá là mỏng nhẹ. Nếu mà mọi người thích mặc mát mẻ nhất có thể ở mùa hè thì cứ chọn những con vải như thế này giúp mình. 36 chúng mình sẽ đến với lại Giordano. Giordano tiếp mọi người ơi. Vẫn tiếp tục là một em form trơn basic của Giordano thôi. Màu này là kiểu màu blue baby, giống cái con Lacoste lúc nãy ấy. Con Lacoste mà lúc đầu mình lên ấy. F36 này, vai 44, dài 73, rộng bụng 51, 1m68, 1m75. Và trong khoảng cân là 68, 75 cân. Với Giordano trơn basic. Đây, chú làm kiểu khó tính quá về hàng thùng đi. Có thể chọn những con trơn này, mặc cực kỳ dễ. F36 nhé. Mã này sẽ là F36, cũng như là tem tag phía dưới. Đây, tem tag cũng kia đi kèm rất là mới này. 36, 37. F37, ui, vẫn còn Fila. F37 mình quay lại với Fila với form size 95. Nó ghi là form size 95, nhưng thật ra con này phải đến form size 105. Và tiếp tục là chất liệu thun có gian 4 chiều, chất liệu thun thể thao. Vai 43, dài 76, rộng 53. 1m70, 1m75 và trong khoảng cân là 70-75 cân. Fila 1m70, 1m75 giúp mình cho em này nha. Và trong khoảng cân là 70-75 cân. Với Fila và mã con này sẽ là mã F37. F37 tem tag phía dưới đây. Đây ạ. Đầy đủ nha. 38 F38 chúng mình sẽ đến với Adidas. Ôi lại tiếp tục một em áo của đội tuyển bóng đá gì à? Không phải. Nhìn thiết kế khá là giống áo bóng đá nhưng không phải của Adidas mọi người. Phần logo này hình như là logo màu đen. Thường thì Adidas nó sẽ logo trắng, hoặc là logo xanh là logo bản mới nhất. Còn logo đen này thì mình chưa thấy bao giờ. 347, dài 70, rộng 152, 1m68, 1m75 và trong khoảng cân là 68-75 cân. Đây mọi người, đẹp chưa? Con này hay nhỉ? Khá là dị. 1m68, 1m75 nhá và trong khoảng cân là 68-75 cân. Và mã con này sẽ là mã F38 giúp mình. Adidas với mã F38 này, chất liệu sẽ là Climacool. Tem tag phía trong này, đi kèm đầy đủ này. 38 nhá, 39 này. Sao vẫn còn Lacoste vậy? F39, ôi con này bỏ qua mọi người ơi. 39 bỏ qua. Con này lỗi quá, con này không lên được. F40, chúng mình sẽ đến với Lacoste. Rồi ôi, cuối clip rồi vẫn còn Lacoste cho mọi người. Với mã là mã F40, Lacoste với form size 5. Vai 46, dài 76, rộng 54, 1m70, 1m75, con này form to nhá. Và trong khoảng cân là 70-75 cân. Con này thì mình nói luôn nó sẽ không phải là đen xì đâu, nó sẽ là màu xám. Xám đen ấy, chứ không phải là đen xì hẳn nha mọi người. Lacoste nó sẽ có một trong số những con màu gọi là màu xám đen. Nó sẽ hơi xám xám, hơi đen đen, không hẳn là đen xì. Với mã con này sẽ là mã F40 ở trong clip, rất nhiều clip trước. Anh Cường có nói về con màu này của Lacoste rồi đấy ạ. Con này sẽ là form size to, trên 1m70 hãy mua giúp mình con này. Của Lacoste này. Đây. Lacoste, chất liệu cốt tông nha. Cũng như là phần logo cá sấu này. Đây ạ. Tem tag phía dưới luôn cho mọi người. Đây, tem tag thì rất là mới. Lacoste đây nha. 41 Fila với F41. Con này sẽ là Fila với chất liệu là 100% cốt tông với form size 105 này của Fila này. Bụi vải quá. Vai 54, dài 70, rộng bụng 59, 1m68, 1m72 và trong khoảng cân là 68-72 cân. Với Fila với chất liệu 100% cốt tông, logo chúng ta có sẽ là phần logo thêu. Đây nha mọi người, với mã là mã F41. Áo này là áo mới bóc kiện đó mọi người ạ, nên là nó bị bụi vải. Mình like nó bị bay vào mũi, hơi khó chịu một chút xíu. Con này sẽ là mã F41 giúp mình nhá, của Fila. Xanh đen. Đây, tem tag phía dưới. Đi kèm đầy đủ cho mọi người này, bên phần tem tag này. Nay máy ảnh nhà mình lấy nét hơi khó một chút xíu. Thật ra là tem tag nó vẫn đầy đủ nha mọi người. Đây ạ. Tiếp 42. 42 chúng mình sẽ ôi, Nike, con này đẹp này. Ôi, con này đẹp lắm luôn mọi người. Cái này có phải của đội tuyển bóng đá gì không vậy? Của Pháp. Một em Nike dòng Pháp à? Của Pháp à? Với form size là form size L. Đây, logo Nike này. Tại mình thấy cái phần lá cờ hình phần kiểu màu lá cờ của Pháp ấy. Vai 45, dài 77, rộng 50. 1m70, 1m75 mọi người nhá. Và trong khoảng cân là 70-75 cân. Ai thích đội tuyển này quất được luôn. Đây, hình logo chú gà. Và một bên sẽ là phần logo Smooth Nike theo. Chúng ta sẽ có 100% cốt tông. 1m70, 1m75 nha. Và trong khoảng cân là 70-75 cân này.
với mã là mã F42. Đâu rồi, tem tag phía dưới đâu rồi? Đây, tem tag phía dưới cúp đi kèm này. Rất mới cho mọi người luôn, F42, 43 đi. Tommy Hilfiger với em này kiểu dạng màu đỏ hồng. Nhưng mà form này cũng khá to, con này sẽ là form custom fit Tommy Hilfiger, form size M và hàng chúng ta có rất hàng made in China đây ạ, F43. Vai 44, vai 46, dài 74 và rộng bụng 53. 1m68 và 1m72, nhưng mà dưới giúp mình 70 cân. Con này bởi vì nó sẽ là form slim fit đấy, nên là trên 70 cân mình nghĩ là mặc nó sẽ hơi kích phần bụng một chút xíu, nên là ai có bụng ấy, bụng to bụng bi ấy, thì nên né những cái con mà form dáng ra bom ôm một người nhảy ra thì nó sẽ ok hơn. Với mã là mã F43 giúp mình nhá. Đến với Tommy Hilfiger nhà mình nhiều lắm, màu gì cũng có, rất nhiều Tommy cho mọi người luôn. Đây con này còn có cả một cái phần tem chống hàng giả, con chip chống hàng giả, đây cũng như là phần tem tag phía trong của Tommy này. Tiếp bốn mấy rồi, F44, tiếp tục với Tommy Hilfiger, màu con này phải chấm hơn đấy. Nó vẫn là form size M thôi, nhưng mà con này sẽ là hàng made in Cambodia nên là nó sẽ to hơn con lúc nãy một chút xíu nha. Vẫn tiếp tục là form custom fit cho mọi người này, với mã F44 này. Vai 45, dài 78, rộng bụng 53. 1m70 và 1m75 và trong khoảng cân là 70-75 cân. Tùy đất nước sản xuất nên là form áo nó cũng sẽ khác theo, chứ không phải là form nào nó cũng giống nhau đâu nha mọi người. Con này sẽ là mã F44. F44 giúp mình này. Đây, F44 nhá, Tommy Hilfiger, con này thì mới. Tem tag phía dưới đấy ạ. Tem tag phía dưới của Tommy thì vẫn thế thôi. Đây, F44, 45. F45 chúng mình sẽ đến với Fila. Con này để tặng, con này để tặng luôn đi. Con này mình nói luôn độ mới không được cao, nó chỉ trên 90% thôi. F45 mình để tặng luôn. Đây, Fila. Vai 47, dài 73, rồi bụng 50. 1m68, 1m72 nhá, và trong khoảng cân là 68-72 cân. Con này để tặng nhá, độ mới không cao luôn ạ. Nhấn mạnh luôn cho mọi người đấy. F45 này để tặng, 46 đi. F46 chúng mình sẽ đến với Adidas. Ôi, mấy con mà kiểu form trơn basic thế này dễ hết lắm. Climaline này, hàng made in Việt Nam. Đây, với mã F46, vai 45, dài 69, rộng bụng 50. 1m65, 1m70 cho con này thôi, và trong khoảng cân là 65-70 cân. Form size nhỏ nhá, 1m65, 1m70 và trong khoảng cân là 65-70 cân này. Với Adidas cho mình. Con này thì nói chung là độ mới con này nó không còn cao. Mình sẽ để cho con này mọi người giá là 150.000 thôi. F46 sẽ ra giá 150.000 giúp mình nhá. 47 đi. F47 tiếp tục một em Adidas nữa. Con này thì đã bị cắt tác. Con này nhiều người nó mặc, người ta mặc mà người trước đây chủ cũ ấy mặc, người ta không thích kiểu phần tác giấy nó cọ vào người, nó rất là khó chịu. Người ta bị cắt nó cái tác này đi rồi. Vai 45, dài 73, rộng bụng 53. 1m68, 1m75 này, và trong khoảng cân là 68-75 cân. Còn lại là tổng quan quần áo cũng còn rất là mới. 1m68, 1m75 nhé, và trong khoảng cân là 68-75 cân. Với mã con này sẽ là mã F47 giúp mình. Đây ạ, F47, 48 đi. Lê cốp à? F48 chúng mình sẽ đến với lê cốp. Con này đẹp đây, con này rất đẹp luôn mà độ mới cao. Vẫn tiếp tục là thuộc dòng Gold Collection, chúng mình sẽ đến với lê cốp Sporty, form size L nha. Vai 43, dài 73, rộng bụng 48, form size L, nhưng mà nó sẽ thuộc form form gì nhỉ? Form slim fit đấy, form bó mọi người. 1m68, 1m72 nhưng mà dưới giúp mình 70 cân. 1m68, 1m72 và dưới giúp mình 70 cân. Con này thì ai người thon gọn một chút xíu mặc sẽ rất là ok. Chúng mình sẽ đến với lê cốp, hình logo chú gà trống quen thuộc. Đây con này cái phần logo được thêu bằng cái chỉ kiểu lấp lánh. Cúc của nó cũng vậy này, màu vàng này, kiểu tạo điểm nhấn cho con cả con áo. Chất liệu con này mát. Rồi, tác dưới rồi. Đây, tác dưới của nó đây. Má check đầy đủ này. Lê cốp thì ở Việt Nam cũng có khá nhiều store của lê cốp rồi. Đây cũng như là tem tác cúc đi kèm này. Với mã là mã F bao nhiêu rồi? Con này là F48 ạ, 49. F49 chúng mình sẽ đến với Adidas. Với em Adidas dòng gốp. Đây, một em Adidas dòng gốp giúp mình nha, với F49. Vai 48, dài 75, rộng bụng 57, form to nha. 1m70 và 1m75 và trong khoảng cân là 70-75 cân. Nhấn mạnh luôn form to. 1m70 đến 1m75 và trong khoảng cân là 70-75 cân của Adidas thuộc dòng gốp nha. Con này cũng đẹp, đẹp thế này. Với mã là mã F49. Đây logo Adidas được thêu này, tem tag phía dưới luôn. Tô ta. Con này thì chỉ có một cái phần tag nhỏ thôi.
nó chỉ có một cái phần mã cốt check thôi. Hình như con này là cái phần tag này là phần tag bản cũ rồi, nên là chắc chắn là đợt đấy nó sẽ chưa có phần tag giấy nha mọi người đâu. F49 nhá, F50 đi. Mã cuối à. F50 chúng mình sẽ đến với Tommy Hilfiger. Con này thì hơi dị một chút xíu. Màu thì nó thì đẹp rồi nhưng mà nó sẽ là form cổ tim. Tommy Hilfiger, form size XL hoặc made in China. Con này là Tommy Hilfiger denim. Nhưng mà nó sẽ là một chất liệu là 100% cotton ạ. Vai 50, dài 67, giống 57. 1m68, 1m75 và trong khoảng cân là 68, 75 cân. Đây, form cổ tim của Tommy nhá. 1m68, 1m75 và trong khoảng cân là 68 đến 75 cân. Màu con này thì hết nước chấm. Nâu đất quá đẹp luôn mọi người. Cơ bản là cái phần cổ tim này hơi kén người mặc một chút xíu hay sao á. Cũng như là tem tag phía dưới đây nha, đầy đủ hết này. Với mã là mã F50. Hết rồi ạ. Và F50 cũng là mã cuối cùng chúng ta kết thúc clip về áo phông của bé VIP của chúng ta vào ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào clip trưa mai nhé. Bye bye.